Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn các dạng giấy thủ công để tạo thành một bức tranh. Thêm 5 cái nữa là mấy? 25 phút. Làm thêm. Mà mỗi 11 giờ mà em làm tầm 12 giờ lớn. Đau à? Một bộ nữa còn thiệt má. À bên kia mình làm 3 phần rưỡi. Tốt. 3 phần rưỡi, buổi sáng làm 3 phần rưỡi ngay. Ừ. Sao mẹ bông quá đi. Thảo này đập gì? Bị cho chỉnh sửa tiếng nghe nghe con xe đi, cả con xe rồi đó. Như đứa thì anh biết chưa? Có thể là cũng biết mà. Nhớ hả? Thớt ở đây một mèo. Cảm giác được mẹ dùng đi học không thầy? Ngày đầu đi học của em có ai dùng đi học? Chị được. Vui lắm. Đọc à? À. Vui rồi anh. Tương thân đấy. Ngao uống mấy, ao không học uống mấy, đi cho nắm cục mẹ cả. Sự với nhau như đá thủy chung. Sự đấy. Có bị bố. Đọc. Và đưa đến bố lại. Vui đi à. Bảo tức cái đá ngon một cái khắc mẹ. Bẹp luôn, bẹp lấy. Ơi, tối ngày đầu tiên đi học đỏ hết. Mày đã ủ cái màu sữa này chứ? Mình ủ không sữa nữa. Ở nhà cũng bị má đánh mà đi học giờ bàn đánh. Đánh gì chứ? Ừ, không muốn nắm phục. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem.